Bạn đang nghe từ Phonos. Hỗn độn và hài hòa. Tác giả: Trịnh Xuân Thuận. Người dịch: Phạm Văn Thiều, Nguyễn Thành Dương. Độc quyền tại Phonos. Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản trẻ Đừng nhớ cha tôi và kính tặng những ai đi tìm cái đẹp và sự hài hòa. Lời nói đầu Vào cuối thế kỷ thứ 20, thế giới quan của chúng ta đã thật sự bị đảo lộn. Quan niệm của Newton về một vũ trụ rời rạc cơ giới và tất định đã từng thống trị tư tưởng phương Tây trong suốt 300 năm, đã bị thay thế bằng quan niệm về một thế giới tổng thể, bất định và dồi dào sức sáng tạo. Đối với Newton, vũ trụ chỉ là một cỗ máy khổng lồ được tạo thành bởi những hạt vật chất trơ ỳ, chịu sự chi phối của những lực mù quáng. Xuất phát từ một số ít quy luật vật lý, lịch sử của một hệ thống có thể hoàn toàn được giải thích và tiên đoán, nếu người ta biết rõ đặc tính của nó tại một thời điểm nhất định tương lai đã nằm trong hiện tại và quá khứ và về một phương diện nào đó thời gian hầu như đã bị loại bỏ đến nỗi chúng ta phải đối mặt với một sự lưỡng phân kỳ lạ một bên là những quy luật của tự nhiên bất biến và vĩnh hằng bên kia là một thế giới biến động và ngẫu nhiên một bên là những quy luật vật lý không hề biết đến phương hướng của thời gian còn bên kia là một thời gian nhiệt động học và tâm lý học luôn hướng về phía trước một tòa lâu đài không được bảo dưỡng sẽ sụp đổ thành đống hoang tàn. Một bông hoa sớm muộn gì rồi cũng tàn úa và cùng với thời gian, mái tóc sẽ bạc dần. Đó là những quá trình không thể đảo ngược. Vũ trụ đã bị giam hãm trong một vòng kiềm tỏa cứng nhắc. Thước đi của nó mọi sức sáng tạo và cấm đoán mọi sự đổi mới. Tất cả những cái đó đều đã được sắp đặt từ trước. Không gì có thể thay đổi bất ngờ. Điều này gợi nhớ đến một câu nói bất hồ của F. Hegel chẳng có gì mới trong thế giới tự nhiên cả. Đó là một thế giới mà ở đó quy giản luận, reductionism, chế ngự như một chúa tể. Chỉ cần tháo dỡ mọi hệ thống phức tạp thành những phần đơn giản nhất và nghiên cứu hoạt động của các phần ấy là hiểu được cái toàn bộ, bởi vì cái toàn bộ chỉ là tổng số học của các bộ phận cấu thành không hơn không kém. Có một mối quan hệ trực tiếp giữa nhân và quả. Quy mô của quả luôn tỷ lệ với cường độ của nhân, và có thể được xác định từ trước. Đó là điều không thể thay đổi. Quyết định luận, determinism, gò bó và cằn cỗi, cũng như quy giản luận, cứng nhắc và làm mất tính người này đã thắng thế cho đến cuối thế kỷ thứ 19. Các thuyết đó đã bị đẩy lùi, biến dạng và cuối cùng đã bị quét sạch bởi một quan niệm mới gây hứng khởi và tự do hơn rất nhiều trong suốt thế kỷ thứ 20. Cách chiều kích lịch sử đã mạnh mẽ đi vào các ngành khoa học cái ngẫu nhiên chiếm một vị trí hoàn toàn riêng biệt trong các lĩnh vực khoa học đầy biến động như vũ trụ học, vật lý thiên văn, địa chất học, sinh học và di truyền học. Hiện thực không chỉ được xác định bởi các quy luật của tự nhiên áp dụng cho những điều kiện ban đầu cụ thể nào đó, mà nó còn bị nhào nặn và tác động bởi hàng chuỗi những sự kiện ngẫu nhiên và có tính lịch sử. Một số tình tiết này đã làm biến đổi và đảo lộn hiện thực ở mức độ sâu xa nhất, thậm chí là nguồn gốc sự tồn tại của chính chúng ta. Chẳng hạn, sự kiện cách đây 65 triệu năm, có một thiên thạch va đập vào trái đất làm tuyệt chủng loài khủng long, nhưng lại tạo thuận lợi cho sự tăng sinh các loài động vật có vũ. Cố va chạm ngẫu nhiên đó là nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện của loài người. Cái ước mơ mà Laplace nêu ra vào thế kỷ thứ 18 về một trí tuệ có thể thâu tóm trong cùng một công thức chuyển động của các thiên thể lớn nhất đến các nguyên tử nhỏ nhất và đối với trí tuệ đó thì, không có gì là bất định cả. Tương lai cũng như quá khứ đều là hiện tại dưới con mắt của trí tuệ đó. Điều mơ tưởng đó này đã tan thành mây khói. Sự xâm nhập của chiều kích lịch sử không phải là cái duy nhất đem lại sự giải phóng cho thế giới tự nhiên. Chính những định luật vật lý giờ đây cũng đã mất đi tính cứng nhắc cố hữu của nó. Với sự ra đời của cơ học lượng tử vào đầu thế kỷ thứ 20, cái ngẫu nhiên và cái phóng túng đã lừng lững đi vào thế giới nội nguyên tử. Và sự chắc chắn tẻ nhạt mang tính tất định đã bị thay thế bằng tính bất định của sự nhòe lượng tử. Quy giản luận chặt hẹp và đơn giản hóa quá mức đã bị quét sạch. Đồng thời, hiện thực bị chia nhỏ và mang tính cục bộ giờ đây trở nên mang tính tổng thể. Thế giới vĩ mô cũng như vậy. Với lý thuyết hỗn độn, tính ngẫu nhiên và tính bất định không những tràn vào đời sống hàng ngày mà còn tràn vào thế giới các hành tinh, các vì sao và các thiên hà. Cái ngẫu nhiên tràn vào một thế giới được điều chỉnh một cách quá tỉ mỉ. Mối quan hệ nhân quả giản đơn không còn được chấp nhận nữa. Quy mô của quả không phải bao giờ cũng tỷ lệ với cường độ của nhân. Một số hiện tượng rất nhạy cảm với những điều kiện ban đầu, nhạy cảm đến mức. Chỉ cần một sự thay đổi nhỏ nhặt nhất của các điều kiện này cũng có thể dẫn đến những biến đổi không thể lường trước được trong những bước tiến triển về sau khiến cho mọi tiên đoán đều là vô ích. Henri Poincaré từ năm 1908 đã nói, Một cái nhân nhỏ xíu mà ta không để ý lại quyết định một kết quả rất lớn không thể không nhận thấy. Và lúc đó chúng ta nói rằng cái quả đó là do ngẫu nhiên mà có. Cách nói đó cũng chẳng khác cách nói của Laplace bao nhiêu. Dũ bỏ được sự kiềm tòa của quyết định luận, tự nhiên có thể mặc sức sáng tạo các quy luật vĩnh hằng của vật lý cung cấp cho tự nhiên những đề tài tổng quát từ đó nó có thể tô vẽ và ứng tác mọi điều các quy luật này vạch ranh giới cho địa hạt của những cái có thể và đề xuất những tiềm năng và chính tự nhiên sẽ là người thực hiện tự nhiên cũng là người quyết định số phận và xác định tương lai của mình để tạo ra độ phức tạp tự nhiên phải dựa vào tính không cân bằng trong chừng mực mà các cấu trúc chỉ nảy sinh từ tình trạng ngoài cân bằng sự đối xứng chỉ lý thú vào thời điểm nó bị phá vỡ chỉ có tách ra khỏi cân bằng vật chất mới sinh ra được những cái chưa từng có trật tự hoàn hảo thật cằn cỗi sự mất trật tự được kiểm soát luôn dẫn đến sáng tạo còn hỗn độn tất định là cái luôn đem lại những điều mới mẻ thế giới tự nhiên luôn đổi mới nó sáng tạo ra những hình dáng đẹp và đa dạng các hình dáng đó không được biểu diễn bằng những đoạn thẳng hoặc bằng những hình kỳ hà học đơn giản, nhưng bằng những đường cong phức tạp hơn, mà Benoit Mandelbrot gọi là hình fractal. Vật chất được cấu thành theo quy luật của tổ chức và theo những nguyên lý của tính phức tạp để có được những tính chất đột sinh, cái mà ta không thể suy ra từ việc nghiên cứu các thành phần cấu tạo nên nó. Quy giản luận rõ ràng đã chết. Cái tự do mà tự nhiên giành lại được đã dọi một tia sáng mới vào tính lưỡng phần cũ giữa các quy luật vật lý vĩnh hằng và bất di bất dịch với thế giới không vĩnh cửu, vô thường và ngẫu nhiên. Tự nhiên tồn tại trong thời gian bởi vì nó có thể đổi mới và sáng tạo theo các quy luật ở ngoài thời gian. Tôi muốn vạch ra ở đây sự phát triển của các ý tưởng dẫn đến cái thế giới quan mới mẻ này. Quyển sách được bố cục như sau. Chương 1 nói về chân lý và cái đẹp hoạt động khoa học thường bị coi là lạnh lùng và phi nhân tính, không có bất kỳ một tình cảm thẩm mỹ nào. Sự thật không phải như vậy. Chương 2 kể về lịch sử của hệ mặt trời, để minh chứng rằng thực tại là cái được xác định ở mọi cấp độ, bởi tác dụng phối hợp của cả cái tất định và cái bất định, của cái ngẫu nhiên và cái tất yếu. Khi nghiên cứu sự ra đời của mặt trời và các hành tinh, Chúng ta phát hiện ra rằng những va chạm của các thiên thạch với trái đất không chỉ là nguyên nhân tạo ra vẻ đẹp của hoa mùa xuân và ánh sáng êm dịu của mặt trăng, mà còn là nguyên nhân tồn tại của chính chúng ta nữa. Trường 3. Diễn tả lý thuyết hỗn độn Bằng các ví dụ rút ra từ vật lý thiên văn, từ khí tượng học, kinh tế học, sinh học và cả y học nữa, chúng ta có thể thấy hỗn độn đã giúp cho tự nhiên thực hiện được các tiềm năng của nó để làm ra thực tại như thế nào chương 4, chứng minh rằng tự nhiên đã sử dụng các nguyên lý đối xứng tình tế để áp đặt một sự thống nhất sâu sắc như thế nào đối với thế giới vật lý. Chẳng hạn, các nguyên lý đối xứng đã cho phép chúng ta thống nhất điện với từ, thời gian với không gian. Chúng ta cũng sẽ thăm các lỗ đen, ở đó cặp thời gian không gian đã đạt tới trạng thái kỳ lạ nhất của nó. Trong chương 5, chúng ta đi vào thế giới các nguyên tử chúng ta sẽ thấy rằng ngự trị tại đây là sự nhòe lượng tử và thực tại không còn là khách quan nữa mà phụ thuộc vào người quan sát. Chúng ta cũng sẽ xem xét các nguyên lý đối xứng đã giúp chúng ta thiết lập trật tự trong sự đa dạng đáng ngạc nhiên của các hạt và làm cho chúng ta tiến gần đến lý thuyết thống nhất các lực cơ bản của tự nhiên như thế nào. Chúng ta sẽ mô tả lý thuyết mới nhất nói rằng các hạt cơ bản chỉ là sự dao động của các dây cực nhỏ trong một không thời gian 10 triệu. Chương 6 mô tả, tự nhiên đã thực hiện sự sáng tạo như thế nào khi mà hỗn độn và sự nhòe lượng tử đã trao cho nó tự do. Chúng ta cũng xem xét việc tự nhiên thực hiện các tiềm năng chứa đựng trong các quy luật vật lý để sáng tạo sự sống ra sao. Chúng ta sẽ thấy rằng, sự sống trong bất kỳ trường hợp nào cũng không thể được cắt nghĩa theo cách nhìn thuần túy quy giản luận. Cơ thể sống lớn hơn tổng các nguyên tử và phân tử cấu tạo nên cơ thể đó ở đây, chúng ta cần đến các nguyên lý đột sinh của sự tự tổ chức và tính phức tạp. Các nguyên lý này tác động theo cách tổng thể trên quy mô toàn cục của cơ thể đó. Chương 7, bàn về tính hiệu quả đến phi lý của con người trong việc tìm hiểu vũ trụ. Không chỉ các quy luật vật lý được điều chỉnh một cách cực kỳ chính xác để cho sự sống xuất hiện, mà nó còn cho phép xuất hiện cả ý thức nữa. Tại sao các quy luật này lại có một bản chất toán học phải chăng con người tìm hiểu vũ trụ để đem lại cho nó một ý nghĩa? Tác phẩm này nhằm dành cho các chính nhân, những người không có một hành trang kỹ thuật nhưng tò mò muốn biết không chỉ những điều mới lạ nhất của khoa học ở thế kỷ thứ 20, mà cả những hệ quả triết học và thần học của những thành tựu đó. Trong khi viết, tôi đã cố gắng giữ cho được tính chính xác và chặt chẽ, đồng thời cũng sử dụng một ngôn ngữ không quá chuyên môn. Để giải thích các khái niệm khoa học khó Tôi thường dùng đến các hình tượng để tạo điều kiện thuận lợi cho độc giả. Tôi cũng đã tập hợp và in ở cuối sách những thuật ngữ chuyên môn ít thông dụng cùng với định nghĩa hoặc giải thích ngắn gọn của các thuật ngữ đó. Tôi cũng đã đưa vào trong sách nhiều hình vẽ và ảnh để minh họa cho những lập luận của mình và cũng để làm cho cuốn sách tươi tắn hơn. Trịnh Xuân Thuận. Paris, tháng 4, năm 1997. Mời bạn xem danh sách các thuật ngữ, tập hợp những hình ảnh minh họa và lời cảm ơn của dịch giả được đính kèm trên ứng dụng. Chương 1. Trần Lý và Cái Đẹp một người đàn ông và một người đàn bà paris một ngày xuân đẹp trong một quán cà phê một người đàn ông ngồi thưởng thức cốc bia và đọc báo ở bàn bên một người đàn bà vừa ngồi nhấm nháp tách cà phê vừa nhìn khách bộ hành qua lại họ không nhìn thấy nhau bỗng người đàn ông quay đầu lại ánh mắt của anh ta bắt gặp ánh mắt người đàn bà Lập tức, một loạt các sự kiện diễn ra. Ánh sáng vàng óng của mặt trời phản chiếu từ tấm thân thon thả của người đàn bà đi thẳng vào cặp mắt người đàn ông. Với tốc độ 300.000 km trên giây, 10.000 tỷ hạt ánh sáng, được gọi là phô tông, cứ mỗi giây lại xuyên qua đồng tử mắt của người đàn ông. Các hạt đó trước hết đi qua một bộ phận hình bầu dục gọi là thủy tinh thể, rồi xuyên qua một chất keo trong suốt trước khi đi vào võng mạc vũ điệu trong võng mạc. Trong võng mạc, 100 triệu tế bào hình nón bắt đầu hoạt động. Một số tế bào nhận được một lượng lớn ánh sáng đến từ các mảng sáng nhất trên cơ thể người đàn bà, như làn môi ướt mọng được bùi sòn đỏ bóng. Những tế bào khác nhận được ít ánh sáng hơn từ các mảng tối hơn của cơ thể người đàn bà, như đôi má được thoa lớp phấn mỏng các tế bào của võng mạc được cấu thành bởi vô số các phân tử. Mỗi phân tử lại bao gồm 20 nguyên tử carbon, 28 nguyên tử hydro và một phân tử oxy. Các phân tử đó ghi nhận ánh sáng bằng cách thực hiện một vũ điệu ba lê kỳ lạ. Khi võng mạc không bị ánh sáng tác động, phân tử của võng mạc sát nhập với một protein và co lại. Nhưng khi một hạt ánh sáng đập vào, phân tử của võng mạc lại tách khỏi protein và dựng đứng lên. Mỗi giây, ánh sáng phản chiếu từ người đàn bà đập vào 30 triệu tỷ phân tử trong mắt người đàn ông. Một khoảng thời gian sau, các phân tử lại co lại trong khi chờ đợi hạt ánh sáng tiếp theo đập vào. Các neuron đi vào hoạt động. Tất cả các sự kiện nói trên diễn ra trong khoảng thời gian không đầy một phần nghìn giây kể từ khi ánh mắt người đàn ông bắt gặp ánh mắt người đàn bà. Tuy vậy, người đàn ông vẫn chưa cảm nhận được ngay sự hiện diện của người đàn bà, bởi vì thông tin chứa đựng trong các hạt ánh sáng chưa đi tới não anh ta. Vũ điệu của các phân tử trong võng mạc trước tiên mới chỉ làm lay động các neuron trong con mắt, rồi sau mới đến các neuron trong não. Các phân tử trên bề mặt các neuron thay đổi hình dạng khi đụng phải làn sóng của các ion natri, là các hạt tích điện dương trong dung dịch bao quanh chúng và gây ra một dòng điện truyền lan từ neuron này đến neuron khác từ mắt cho đến não. Trong vỏ não, mỗi neuron làm công việc tổng hợp thông tin được truyền tải bởi hàng nghìn neuron. Trước khi đến lượt mình, các neuron này lại truyền tải một lần nữa thông tin đã được phân tích cho hàng nghìn neuron khác. Đại bộ phận trong số hàng trăm tỷ neuron của não người được kết nối với nhau bởi các mạch hết sức phức tạp cùng làm việc để xử lý thông tin. Các làn sóng kali và Natri ngừng lại, tùy thuộc chúng có bị các neuron chặn lại hay không. Các dòng điện không ngừng lưu chuyển trong các mạch neuron, khởi phát những luồng phân tử có nhiệm vụ chuyển đi các tín hiệu. Các tín hiệu này lại kích thích các neuron khác, và dòng điện nổ lép bép khắp nơi. Trong vòng vài phần nghìn giây, hình ảnh được tái hiện trong não người đàn ông và cuối cùng, anh ta đã nhìn thấy người phụ nữ. Anh ta nhận thấy mái tóc người đàn bà màu vàng cắt ngắn, cặp mắt to màu xanh và bộ quần áo màu nâu sẫm bó sát người, đầu hơi cúi, da chiều từ lự. Người đàn bà quay đầu nhìn lại, bắt gặp ánh mắt người đàn ông, nàng nở một nụ cười và thốt lên một lời chào. Ngày tức khắc, vô và những phân tử không khí chuyển động, sự rung động của các phân tử truyền âm thanh phát ra từ thanh quản người đàn bà đến tai người đàn ông. Hai người ngồi cách nhau 2 mét và âm thanh đến tai người nghe trong vòng 1 phần 150 giây sau đó. Màng nhĩ, dày 1 mm, của tai người đàn ông cũng rung lên. Các rung động này được truyền qua dịch thủy trong ốc nhĩ. Sự giải mã các âm thanh được thực hiện ở đây. Một màng mỏng bắt đầu dao động hòa cùng các rung động của dịch thủy. Trong màng mỏng ấy có vô vàn những sợi nhỏ với độ dày mỏng khác nhau giống như những dây đàn chúng ngân lên bởi giọng nói người phụ nữ và tái tạo ra âm tiết chào cuối cùng các âm thanh chuyển qua dây thần kinh thính giác rồi chuyển đến vỏ não và người đàn ông nghe được tiếng chào của người phụ nữ tất cả các quá trình đó mọi người đều biết những tiến bộ của môn sinh học não càng ngày càng làm sáng tỏ thêm những điều huyền bí của bộ não con người song còn có những điều mà con người chưa hiểu hết đó là quá trình làm nảy sinh ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu người đàn ông như một tia chớp. Cô ta mới đẹp làm sao? Thiền nhiên rất đẹp. Cái đẹp là gì? Chúng ta chưa có một ý niệm nào về cách thức mà bộ não của chúng ta nhận biết cái đẹp của tạo hóa chẳng những thế chúng ta còn ít có khả năng hơn khi nói đến cái đẹp bằng từ ngữ thật chính xác và vì thế cũng thật là mạo hiểm khi nói đến cái đẹp trong lĩnh vực khoa học nhưng đó lại chính là điều tôi muốn nói ở đây người ta thường coi hoạt động khoa học là một công việc thuần túy lý tính nó loại trừ mọi cảm xúc vật lý là một môn khoa học cụ thể và chính xác ở đó mọi tình cảm thẩm mỹ đều bị loại trừ những phán xét về giá trị đều không có chỗ đứng chỉ có những sự kiện lạnh lùng và khách quan mà thôi tuy vậy nhà khoa học cũng như người nghệ sĩ đều nhạy cảm với vẻ đẹp của thiên nhiên nhiều cuộc công du đến các đài thiên văn đã không hề làm suy giảm sự thích thú luôn luôn mới lạ của tôi khi đứng trước những thắng cảnh với một vẻ đẹp kỳ vĩ cách rất xa ánh sáng của nền văn minh tôi luôn cảm thấy choáng ngợp trước cảnh tượng lộng lấy khô cằn mà hoành tráng của hoang mạc arizona nơi hiện lên sừng sững đài thiên văn Pake. cũng như cảnh tượng không khác gì cung trăng, trơ trụi, chẳng có loài cây cỏ nào trên ngọn núi lửa Mauna Kea ở Hawaii đã tắt nơi mà những ống kính thiên văn cỡ lớn mọc lên như nấm tôi luôn hồi hộp khi thấy những cánh tay hình xoắn ốc của một thiên hà nào đó ở cách xa hàng tỷ năm ánh sáng hiện trên màn hình nối với ống kính thiên văn nếu thiên nhiên rất đẹp thì lý gì các lý thuyết diễn tả nó lại không đẹp như thế? Nhà khoa học cũng như nhà thơ, tại sao họ lại không thể để cho các cảm xúc về cái đẹp bổ sung cho những nhận xét lý tính của mình? Các nhà bác học vĩ đại nhất đã trả lời rất rõ ràng câu hỏi này. Nhà toán học Pháp H. Poincaré, sinh năm 1854, mất năm 1912, nói: Nhà khoa học không nghiên cứu tự nhiên vì mục đích vị lợi. Ông ta nghiên cứu vì tìm thấy trong công việc sự thích thú và tìm thấy sự thích thú bởi tự nhiên rất đẹp. Nếu tự nhiên không đẹp thì nó không đáng được nghiên cứu và cuộc sống cũng không đáng để sống nữa. Bòi kẻ còn bổ sung cho định nghĩa về cái đẹp như sau. Tôi nói đến cái đẹp thầm kín nảy sinh từ sự hài hòa giữa các bộ phận mà một trí tuệ thuần khiết có thể cảm nhận được. Nhà vật lý người Đức Warner Heisenberg sinh năm 1901, mất năm 1976. Một trong những cha đẻ của môn vật lý lượng tử đã đáp lại tiếng nói từ đáy lòng của Poincaré. Ông nói, Nếu tự nhiên dẫn dắt chúng ta đến các hình thức toán học hết sức đơn giản và đẹp đẽ, bằng từ hình thức, tôi muốn nói đến những hệ thống nhất quán các giả thuyết, các tiền đề, vân vân mà trước đó chưa có một ai nhận thấy, thì chúng ta không thể không nghĩ rằng đó là những cái có thực rằng chúng hé lộ khía cạnh hiện thực của tự nhiên. Bạn chắc cũng đã cảm thấy điều đó. Tính đơn giản đáng kinh ngạc và toàn bộ mối liên hệ chẳng chịt mà tự nhiên đột nhiên bày ra trước mắt chúng ta. Và đối với những cái đó, chúng ta chưa thật sẵn sàng. Chính Albert Einstein, sinh năm 1879, mất năm 1955, cũng viết ở đoạn cuối bài báo về thuyết tương đối rộng rằng tất cả những ai hiểu về lý thuyết này sẽ không thoát khỏi ma lực của nó trật tự hài hòa tính đơn giản sự nhất quán ma lực đó là tất cả những gì để định nghĩa cái đẹp trong khoa học tính tương đối của cái đẹp Cái đẹp mà nhà vật lý nói đến rất khác với cái đẹp mà người nhạc sĩ cảm nhận khi nghe bản sonat của Mozart, hay bản fuga của Bach. Hoặc cái đẹp mà người yêu nghệ thuật tìm thấy khi đứng trước các bức họa. Những vũ nữ của Degas, sinh năm 1834, mất năm 1917. Những quả táo của Cézanne, sinh năm 1839, mất năm 1906, hay hoa súng của Monet, sinh năm 1840 mất năm 1926. Cái đẹp đó cũng không giống với cái đẹp mà người đàn ông, nói ở đầu trường, cảm nhận thấy ở người đàn bà ngồi bên kia. Vẻ đẹp của người phụ nữ tuân thủ các tiêu chí được xác định trong khung cảnh văn hóa, xã hội, tâm lý và cả sinh học nữa. Những phụ nữ mũ mím của Rubens, sinh năm 1577, mất năm 1640, hoặc của Renoir, sinh năm 1841, mất năm 1919, không phù hợp với mẫu người đẹp ngày nay. Trong những năm 60, dáng thon dài của Tricky là khuôn mẫu cho thân thể đàn bà. Vẻ đẹp của phụ nữ phương Đông cũng khác với vẻ đẹp của phụ nữ phương Tây. Cho dù các chiến dịch tuyên truyền trên báo chí cho mỹ phẩm đã tìm cách áp đặt các chuẩn mực của vẻ đẹp phương Tây trên khắp thế giới và dẫn đến những lệch lạc trong một số phụ nữ châu Á, làm cho cặp mắt của họ trở thành phóng túng hơn ngay trong lĩnh vực nghệ thuật cũng có các hiện tượng theo mốt. Vạn Gốc, sinh năm 1853, mất năm 1890, đã chết trong cảnh nghèo khổ. Ông đã từng thất vọng vì không bán được các bức họa của mình. Nửa thế kỷ sau, các họa phẩm của ông đã được mua với cái giá ngàn vàng. Những cảm nhận về cái đẹp cũng rất khác nhau trong các nền văn hóa khác nhau. Những quy ước về hội họa thể hiện qua bức tranh của Hokusai, sinh năm 1760, mất năm 1849 về núi Phú Sĩ, không giống với các quy ước của Cézanne khi ông vẽ núi sang Vịch Tọa. Vẻ đẹp khôn tà của ngôi đền Thạt Mà Ấn Độ, hoàn toàn khác với vẻ đẹp lộng lẫy của nhà thờ Sard. Vì vậy, nếu ai đó muốn định nghĩa thế nào là cái đẹp thì thật táo gan. Giống như tình yêu và sự căm ghét, người ta chỉ cảm nhận được nó khi mà những tình cảm ấy xâm chiếm tâm hồn, song cũng khó có thể mô tả bằng lời cái đẹp của các đồ vật lọt vào mắt của người nhìn thấy chúng vẻ đẹp ấy có thể xuất hiện ở mọi góc phố len lỏi trong các đồ vật thường dùng của chúng ta chỉ cần chúng ta để tâm ngắm nhìn là thấy một bông hoa một cái cây hôm qua còn là một vật bình thường bởi vì tâm trí của chúng ta bị cuốn hút vào những việc khác nhưng hôm nay chính các vật ấy lại đột nhiên đánh thức giác quan thẩm mỹ của chúng ta. Đúng như triết gia Arthur Schopenhauer, sinh năm 1788, mất năm 1860 đã nói, chúng ta chẳng cần chú ý đến, nơi trốn, thời gian, cũng chẳng cần biết tại sao để làm gì khi nhìn các vật ấy. Chúng ta chỉ thuần túy và đơn giản chú ý đến bản chất tự nhiên của chúng mà thôi. Bởi vì chúng ta không để cho những ý tưởng trừu tượng cũng như những nguyên tắc của lý lẽ chiếm lĩnh tâm thức của mình. Thay vì những cái đó, chúng ta hướng toàn bộ trí năng vào trực giác." Schopenhauer giải thích. Khi người ta hoàn toàn đắm chìm trong trực giác và trong tâm thức của người ta chỉ còn đầy ắp một vật thể tự nhiên hiện diện, cảnh vật, cây cối, tảng đá, tòa lâu đài vân vân, vào lúc mà người ta quên đi cái bản ngã của mình, cái ý chí của mình, và người ta chỉ tồn tại như một chủ thể thuần túy như một tấm gương trong phản chiếu vật thể cứ như vật thể chỉ tồn tại một mình không ai nhìn thấy nó không gì có thể phân biệt chủ thể với trực giác nữa và rồi chủ thể và trực giác hòa nhập vào nhau thành một thực thể duy nhất một tâm thức duy nhất hoàn toàn bị xâm chiếm và lấp đầy bởi một hình ảnh trực quan và duy nhất và cuối cùng khi vật thể thoát ra khỏi mọi mối liên hệ với ý chí thì lúc đó vật thể không còn là riêng biệt với tư cách là cái cụ thể nữa, mà chỉ còn là ý tưởng, là hình thái vĩnh cửu. Nếu như không có những tiêu chí khách quan để đánh giá cái đẹp trong sự sáng tạo của con người, liệu chúng ta có thể hy vọng nêu ra được một tiêu chí về cái đẹp trong các công trình khoa học hay chăng? Liệu chúng ta có thể xây dựng một hệ thống mỹ học trong khoa học để đánh giá cái đẹp của tự nhiên của sự xếp đặt có tổ chức của nó có thể đưa ra một lời xác nhận bởi vì trái ngược với vẻ đẹp của phụ nữ và của đồ vật vẻ đẹp của một lý thuyết vật lý không phải là tương đối mà mang tính phổ quát vẻ đẹp đó có thể được đánh giá bởi một nhà khoa học ở bất cứ đâu thuộc bất kỳ nền văn hóa nào một nhà vật lý học việt nam có thể ca ngợi giá trị của thuyết tương đối rộng cũng sắc sảo như một nhà vật lý người pháp vậy mặc dù đã có những lời khích lệ của schopenhauer rằng hãy gạt lý lẽ sang một bên và để mặc cho trực giác nắm bắt cái đẹp tôi sẽ thử thực hiện cái việc khá nguy hiểm là khoanh khái niệm về cái đẹp trong một lý thuyết vật lý tôi sẽ không đưa ra một định nghĩa cụ thể nào vì việc làm đó chắc chắn sẽ thất bại tôi chỉ xin liệt kê và minh họa một danh mục những đặc tính mà một lý thuyết khoa học đẹp cần phải có cái đẹp trong khoa học. Trước hết, từ đẹp ở đây không hề liên quan với cái đẹp tạo hình của dãy các phương trình được nắn nót viết ra trên trang giấy trắng. Phải thú nhận rằng tôi chỉ nhìn thấy ở đó một cái đẹp trừu tượng, cũng hệt như khi đứng trước những trang giấy đầy ắp chữ Hán do một nhà thư Pháp Trung Hoa viết lên một cách tài tình nhà thơ và cũng là họa sĩ Henri Michel, sinh năm 1899, mất năm 1984, đã sử dụng một cách có ý thức vẻ đẹp tạo hình ấy của chữ Hán trong thư pháp của mình. Cái đẹp ở đây cũng không liên quan với khái niệm tào nhã mà các nhà vật lý và toán học thường nói tới. Một chứng minh toán học hoặc một kết quả vật lý là tào nhã bởi vì chúng đã đạt được qua một số tối thiểu các bước. Một lý thuyết có thể rất đẹp mà không cần có những lời giải tao nhã, thuyết tương đối rộng của Einstein. Theo ý kiến của tất cả các chuyên gia, là một tòa lâu đài trí tuệ hài hòa nhất mà trí tuệ con người đã xây dựng nên. Lý thuyết đó không có những lời giải tao nhã, ngoại trừ những trường hợp đơn giản nhất mà toán học ở đây lại hết sức phức tạp. Tuy nhiên, đó là lý thuyết đẹp nhất. Một lý thuyết được gọi là đẹp bởi vì nó dường như không thể nào khác được. Đó cũng là cảm giác mà bạn nhận thấy khi nghe một bản phù gà của bạc. Trong đó, không có nốt nhạc nào có thể thay thế được, bởi vì nếu thay thế dù chỉ một nốt nhạc thôi, sự hài hòa của bản nhạc sẽ bị phá vỡ. Hoặc khi nhìn bức họa La Gioconde, hay còn được gọi là Mona Lisa của Leonardo da Vinci, sinh năm 1452, mất năm 1519, thì chẳng một nhát cọ nào có thể quệt khác được, nếu không, sự cân bằng của bức tranh sẽ mất đi. Đối với một lý thuyết đẹp cũng vậy. Khi đã chấp nhận các nguyên lý vật lý làm nền tảng cho lý thuyết hấp dẫn, Einstein không có sự lựa chọn nào khác. Thuyết tương đối rộng là không thể khác được, chính ông đã viết. Sức hấp dẫn chủ yếu của lý thuyết là ở chỗ nó đủ cho chính nó, chỉ cần một trong số những kết luận của nó không đúng là toàn bộ lý thuyết sẽ bị vứt bỏ làm thay đổi nó mà không phá hủy toàn bộ cấu trúc là không thể được đặc tính không thể khác được và tính tất yếu của một lý thuyết đẹp thể hiện ở chỗ khi nó ra đời các nhà vật lý thường rất ngạc nhiên không hiểu sao nó hiển nhiên như thế mà lại không xuất hiện sớm hơn đặc tính thứ hai của một lý thuyết đẹp là ở chỗ nó rất đơn giản đó không phải là sự đơn giản của các phương trình trong lý thuyết được đo bằng số lượng của các ký hiệu mà là số lượng các ý tưởng làm cơ sở cho lý thuyết đó. Ví dụ, để xây dựng lý thuyết hấp dẫn của mình, Isaac Newton, sinh năm 1642, mất năm 1727, chỉ cần 3 phương trình tương ứng với 3 chiều không gian. Trong khi lý thuyết tương đối rộng cần đến 14 phương trình. Tuy nhiên, lý thuyết đẹp nhất là lý thuyết của Einstein, bởi vì nó dựa trên những ý tưởng cơ bản đơn giản hơn chúng ta sẽ còn trở lại vấn đề này vũ trụ copernicus lấy mặt trời làm trung tâm trong đó các hành tinh cần mẫn đi theo các quỹ đạo hình elip xung quanh mặt trời đơn giản hơn vũ trụ lấy trái đất làm trung tâm của ptolemy trong đó trái đất là trung tâm và các hành tinh di chuyển theo đường tròn mà tâm của các đường tròn ấy lại chuyển động trên các đường tròn khác một lý thuyết đơn giản chỉ cần một số lượng tối thiểu các giả thuyết nó không bị vướng vào các thứ điểm tô vô bộ. Nó thỏa mãn tiên đề về tính đơn giản của Orkham. Sinh ra vào cuối thế kỷ thứ 13, mất vào năm 1349. Tất cả những thứ không cần đều vô ích. Sự tương hợp với cái toàn thể đặc tính cuối cùng của một lý thuyết và theo tôi cũng là đặc tính quan trọng nhất là nó phải thích ứng với những đường viền quanh co của tự nhiên và làm cho cái đẹp trùng khớp với chân lý. Thực tế, một lý thuyết vật lý không có chỗ đứng nếu nó không hé mở cho chúng ta thấy những mối liên hệ mới trong tự nhiên mà ta có thể kiểm chứng được bằng những quan sát hoặc thực nghiệm trong phòng thí nghiệm. Nếu nó không phơi bày trước mắt chúng ta. Sự đơn giản đáng kinh ngạc và toàn bộ các mối quan hệ chẳng chịt của tự nhiên như warner heisenberg đã từng nói một lý thuyết mà người ta không thể kiểm chứng được bằng thực nghiệm thì không còn thuộc lĩnh vực khoa học nữa mà thuộc lĩnh vực siêu hình những tư biện trí tuệ đều là vô bổ chừng nào chúng không dựa vào các hình thái của tự nhiên heisenberg đã định nghĩa cái đẹp như nó đã được cảm nhận trong nền văn minh cổ đại như sau cái đẹp là sự tương hợp của các bộ phận giữa bộ phận này với bộ phận kia và với toàn thể Thuyết tương đối rất đẹp, bởi vì nó đã kết nối và thống nhất được các khái niệm cơ bản của vật lý mà cho đến lúc đó vẫn hoàn toàn tách rời nhau: thời gian, không gian, vật chất và chuyển động. Vật chất làm cong không gian và sự cong của không gian quy định chuyển động. Mặt Trăng đi theo một quỹ đạo cong hình elip xung quanh trái đất bởi vì khối lượng của trái đất làm cong không gian bao quanh nó. Đến lượt mình chuyển động là kiểm soát sự hoạt động của cặp thời gian không gian. Một hạt cơ bản chuyển động với tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng sẽ thấy thời gian dài ra và không gian cò lại. Sự chậm lại của thời gian, cái phép màu cải lão hoàn đồng tưởng như vô vọng bây giờ không còn là một điều hoang tưởng nữa. Các hạt được phóng hết tốc lực trong các máy giả tốc hạt, như máy gia tốc ở Sòn, trung tâm nghiên cứu hạt nhân châu Âu, đặt tại Geneva, sống lâu hơn các hạt đứng yên còn về sự cong của không gian do vật chất tạo ra những quan sát cho thấy ánh sáng của các vì sao đều bị lệch hướng khi đi qua gần mặt trời đúng như mặt trời đã làm cong không gian bao quanh nó một lý thuyết sẽ càng đẹp nếu nó phát hiện ra những mối liên hệ bất ngờ ở mỗi một bước ngoặt mới trong quá trình các nhà nghiên cứu khám phá ngày một sâu hơn cấu trúc của nó thuyết tương đối rộng thỏa mãn đến độ cao nhất các chuẩn mực ấy Lý thuyết này không ngừng làm cho chúng ta phải ngạc nhiên bởi sự phong phú không lường trước được của nó. Einstein là người đầu tiên bị bất ngờ khi ông phát hiện ra rằng các phương trình của ông đã áp đặt một vũ trụ đang vận động. Giống như một hòn đá khi ném lên, nó không thể đứng lại trong không khí, vũ trụ không thể ở trạng thái tĩnh, nó phải hoặc là giãn nở hoặc là tự co nhỏ lại. Thế nhưng những quan sát thiên văn vào thời của ông, năm 1915, lại chỉ ra rằng vũ trụ là tĩnh và Einstein đã điều chỉnh các phương trình của mình để phù hợp với trạng thái tĩnh này, một hành động mà Einstein xem là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ông, khi biết nhà thiên văn học Mỹ Edwin Hubble, sinh năm 1889, mất năm 1953, phát hiện ra sự giãn nở của vũ trụ vào năm 1929. Einstein đã không có đủ niềm tin vào vẻ đẹp và sức sống của chính các phương trình của mình. Từ đó, thuyết tương đối rộng đã không ngừng phát hiện ra những kho báu đến lạ lùng. Nó đã trở thành trụ cột của lý thuyết bịch bềm Nó đã cho phép các nhà vũ trụ học đi ngược dòng thời gian và mô tả các bước tiến hóa của vũ trụ bắt đầu từ một vụ nổ lớn. Vụ nổ đã sinh ra cả không thời gian. Nó cũng đã thúc đẩy chúng ta nghĩ đến các vùng trong không gian có lực hấp dẫn rất mạnh và không gian cong lại tới mức ánh sáng cũng không thể thoát ra được đó là những lỗ đen chưa hết lý thuyết này còn nói rằng có những vùng mà ở đó các thiên hà có khối lượng cực lớn làm cong không gian và làm lệch hướng đi của ánh sáng phát ra từ các thiên thể ở xa tạo ra các ảo ảnh vũ trụ các nhà thiên văn gọi những thiên hà này là các thấu kính hấp dẫn bởi vì giống như thủy tinh thể của mắt chúng làm lệch hướng và hội tụ ánh sáng không thể khác đơn giản và tương hợp với toàn thể đó là những nét đặc trưng của một lý thuyết đẹp chính sự thích thú vẻ đẹp của sự tương hợp với cái toàn thể đã kích thích những cố gắng của các nhà vật lý trong suốt hai thế kỷ qua nhằm tìm ra một lý thuyết của vạn vật hay tất cả một lý thuyết có khả năng liên kết tất cả các hiện tượng vật lý của vũ trụ và thống nhất bốn lực cơ bản của tự nhiên thành một lực duy nhất nhưng trước khi đi tìm cái chén thánh đó của vật lý tức lý thuyết của vạn vật theo sự hướng dẫn của nguyên tắc cái đẹp chúng ta cần phải làm quen với cái ngẫu nhiên bởi vì cái đẹp chỉ có thể trùng khớp với chân lý nếu chúng ta với thái độ rất cẩn trọng phân biệt được cái cơ bản với cái ngẫu nhiên cái đẹp sẽ không còn là người dẫn đường tốt để xây dựng lên một lý thuyết nếu chúng ta không tính đến sự xâm nhập của các sự kiện có tính lịch sử thực tế tự nhiên bị chi phối bởi các định luật cơ bản nhưng đồng thời nó cũng bị chi phối bởi các biến cố của lịch sử của những chuyện xảy ra ngẫu nhiên chẳng có ý nghĩa gì sâu sắc cả. Lịch sử của sự hình thành hệ mặt trời đã minh chứng cho sự can thiệp của lịch sử vào các hiện tượng của tự nhiên. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ đi ngược dòng thời gian trở về 4,6 tỷ năm trước và trực tiếp chứng kiến sự ra đời của hệ mặt trời. Các sự kiện đó có tầm quan trọng to lớn, chẳng những vì chúng dẫn đến sự ra đời của chính chúng ta, mà còn vì chúng ta có thể học được cách phân định cái cơ bản và cái ngẫu nhiên. Bạn vừa nghe xong chương 1 của quyển sách. Để nghe phần còn lại, bạn có thể mua sách nói trực tiếp hoặc mua bằng thẻ sách khi đăng ký gói cước hội viên cao cấp của Phonos. Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với mua trực tiếp, gói cước hội viên cao cấp của Phonos còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa.